Như có chuyện gì kìa. Thôi mà cậu. Cậu làm ơn cho tôi miếng cháo rồi tôi đi liền à cậu ơi. Cậu làm ơn giùm đi cậu ơi. Mày đi đã chưa? Hả? Mới sáng sớm gặp bà rồi, xui xẻo thiệt. Đi. Lẹ lên. Con mày đi cho đi. Thì thôi chứ, chú làm gì chú xô tôi dữ vậy? Mới có mở hàng à, mà tới xin xỏ gì? Chỗ người ta đang ăn uống. Bà nghe. Ngài, tôi để ý rồi nghe. Người ta đang ăn á cứ lại xin hoài. Hôm nay bà gan lắm mà dám vô chổng bà xin tôi luôn. Mày đi đi. Thằng khốn kiếp ăn hiếp bà già. Để với huynh vô dạy cho hắn một bài học đi huynh. Hey, hey. Mới mở hàng à, gặp gì đâu không? Bực bội à, ám không à? Đi đi. Ăn đi, ngó cái gì mà ngó? Ăn mà không hả cái miệng ra, ngồi đó mà chơi cái mặt, lát đó rã họng. Bực bội, gặp gì đâu không á? Thứ gì hổn như quỷ? Thứ gì đánh gì đâu? Bà ơi bà. Bà ơi. Bà ơi bà. Hà cớ gì mà mặt cái ông đó ổng hà hiếp bà vậy bà? À nó hả? Quen rồi. Tại bà già này sơ ý để nó thấy. Chứ kỹ kỹ một chút thì cũng xin được miếng cháo thừa của người ta rồi. Nó bán cháo hả bà? Ủa mấy chú ở đâu mà lại đây mà không biết? Ở đây á là cái quán cháo chửi nức tiếng nhất vùng này mà. Nó vừa bán cháo mà nó vừa cho dai. Trời ơi, cái lãi là cắt cổ họng, cắt hầu người ta đó. Mà hả, ai mà trả chậm nó đó thì bị nó đánh nó chửi đó. Cháo chửi hả? Không phải, cháo dịch. Nhưng mà ai vô ăn cũng bị chửi hết. Thành ra là người ta kêu là cháo chửi. Bán thì mắc, mà ở đây có một mình ên nó bán thành ra phải ăn thôi. Cái này kêu là động quỷ chứ quán cháu dịch gì. Ờ à, chú Huynh, Huynh coi có cách nào dạy cho ổng một bài học cho ổng nhớ đời đi Huynh. Bà ơi, gần đây bà biết chỗ nào bán dịch không? Ủa chú hỏi đến chi vậy? Đây, cặp dịch với 5 cái trứng. Tôi lựa cặp dịch này là mướt lắm đó nha. Nhiêu ạ? 5 tiền. Sao sao hổng qua xử ông luôn đi chứ mua dịch mua trứng chi trời. Nè. À, cho hỏi chỗ nào bán mè trắng vậy? Mè hả? Bà Tám đầu làng, bà bán mè trắng mè đen gì đầy đủ hết á. Ở đâu ạ? Nhà bà ở hướng đó đó. À à, rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Bây giờ đi xử tên đó, nhưng mà đệ phải chịu khó nói láo. Thì mình cứ đường đường chính chính mình qua mình xử ông thôi chứ mắc gì phải nói láo. Nghe nè, đánh trận là phải có nhiều binh pháp, mạnh thì dùng sức, yếu thì dùng mưu, bởi vậy mới cần có quân sư, hiểu chưa? Nhưng mà mình tới hai người lưng mà ổng có mình ơn ổng mà. Nhưng mà mình là phạm đang bị tầm nã, đệ quên rồi hả? Đã là phạm thì làm cái gì cũng sai hết á. Mà lỡ đổ bể ra mình bị bắt lại thì sao? Giờ muốn cứu người phải hợp tác chứ mình huynh sao làm. Đúng không? Huynh nói đúng hả? Đi.